Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh Học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học toán online. Rồi trong video hôm nay thì kênh Học toán online chia sẻ với các em đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 6 năm học 2020. 2021. Và các em nhớ, đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Đầu tiên là bài 1, thực hiện phép tính. Chúng ta có câu E. Ở câu E này, chúng ta có một biểu thức. Biểu thức này có chứa hai dấu ngoặc, dấu ngoặc tròn và dấu ngoặc vuông. Các em nhớ thứ tự thực hiện phép tính là các em thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc tròn trước, sau đó các em mới thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc vuông. Ngoặc tròn đến ngoặc vuông rồi mới đến ngoặc nhọn. Còn thứ tự thực hiện các phép tính thì các em nhớ là bao giờ cũng lũy thừa trước, sau đó mới đến nhân chia. Rồi ở đây đầu tiên là các em sẽ thực hiện phép tính 8 mũ 2 trừ 3 mũ 2 nhân 7 ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. 8 mũ 2 trừ 3 mũ 2 nhân 7 thì các em nhớ là bao giờ cũng lũy thừa trước. Sau đó mới đến nhân chia rồi cuối cùng mới đến cộng trừ. Rồi, 8 mũ 2 bằng 64, các em tính lũy thừa trước. 8 mũ 2 bằng 8 x 8 8 x 8 bằng 64 3 mũ 2 bằng 3 x 3 3 x 3 bằng 9 Rồi 9 x 7 Lúc này bên trong dấu ngoặc tròn Chúng ta có phép tính là 64 trừ đi 9 x 7 Phép trừ phép nhân Thì các em thực hiện là phép nhân trước Lấy 9 x 7 bằng 63 Sau đó mới lấy 64 trừ đi 63 bằng 1. 1 mũ 2020 thì vẫn bằng 1. Rồi lúc này chúng ta có 9 mũ 3 trừ đi 1 mũ 2020. 1 mũ bao nhiêu thì là nó vẫn bằng 1, 1 lũy thừa bao nhiêu thì nó vẫn bằng 1. Rồi lúc này các em thực hiện lũy thừa trước này.

Rồi đến chỗ này các em có phép trừ phép chia Như vậy là các em vẫn ưu tiên là nhân chia trước cộng trừ sau 728 chia cho 8 thì bằng bao nhiêu? Bằng 91 Sau đó các em mới lấy 456 trừ đi 91 Thì nó bằng 365 Tiếp theo các em sang câu B 109 x 37 Trừ 37 x 10 cộng 37 Ở đây các em nhận thấy này Chúng ta có thừa số chung là 37 109 x 37 Trừ 37 x 10 Các em viết lại thành là trừ 10 x 37 Các em dùng tính chất giao hoán của phép nhân Đổi vị trí của hai thừa số cho nhau Thì tích vẫn giữ nguyên Chỗ này là 37 x nhân, nhân 1 37 bằng 37 nhân 1. Rồi đến đây. Các em tưởng tượng như là các em sẽ bỏ cái số 37 đi. Tức là các em đưa cái số 37 này ra ngoài. Thì bên trong sẽ là 109 này trừ đi 10 này. Rồi chỗ này là cộng với 1 này. Số 37 các em đưa đi đâu? Các em đưa ra ngoài. Được chưa? Chỗ này là 109 cộng với 1 này bằng 110. 110 mà trừ đi 10 thì bằng 100. 100 mà nhân với 37 thì các em chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào đằng sau 37. Chúng ta được kết quả bằng 3700. Tiếp theo các em sang bài 2. Câu A. E. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 15 bằng hai cách. Cách 1 là các em viết tập hợp A bằng cách là liệt kê các phần tử của tập hợp. Thì đầu tiên là các em viết tên tập hợp này là tập hợp A này. Viết bằng chữ in hoa này. Sau đó đến dấu bằng. Tiếp theo là dấu ngoặc nhọn này. Bên trong dấu ngoặc nhọn là các em liệt kê các phần tử của tập hợp A ra. Lớn hơn hoặc bằng 5, tức là các em lấy từ 5 trở đi nhỏ hơn 15. Nhỏ hơn 15 là các em không lấy 15 nha. Các em lấy đến số 14 thôi. Rồi như vậy là các em liệt kê này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nhỏ hơn 15, các em không lấy 15. Lấy đến 14 thôi. Ở đây khi liệt kê các tập hợp thì các em không nhất thiết là phải viết theo thứ tự như thế này. Các em có thể viết đảo vị trí của các phần tử cho nhau Viết lẫn lộn, không không nhất thiết là phải viết theo thứ tự Nhưng trong khi làm bài Thì thứ nhất là tính thẩm mỹ Thứ hai là để cho nó khỏi nhầm Khỏi quên một phần tử nào Thì các em nên viết theo thứ tự như thế này Nếu giữa các phần tử là số Thì các em dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách Rồi đây là cách một Cách hai là các em chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp Đầu tiên là các em cũng viết tên tập hợp này Viết bằng chữ in hoa Dấu bằng Tiếp theo là dấu ngoặc nhọn này Và Bên trong dấu ngoặc nhọn là các em chỉ ra tính chất đặc trưng của Của các phần tử Các phần tử của tập hợp A là các số tự nhiên Các số tự nhiên x này Như vậy là x phải thuộc n này Sao cho Lớn hơn hoặc bằng 5 X lớn hơn hoặc bằng 5 Và nhỏ hơn 15 rồi, đóng hoặc nhọn lại. Câu B, điền vào chỗ trống các ký hiệu thuộc, không thuộc và chứa. Ở đây 5 nó là phần tử của tập hợp A, như vậy là 5 nó nó thuộc A. Ký hiệu này là ký hiệu rỗng này. Ký hiệu rỗng. Ký hiệu rỗng có nghĩa là tập hợp A mà không có phần tử nào thì người ta gọi là tập hợp A là tập hợp rỗng. Ở đây tập hợp A có rất nhiều phần tử. Như vậy là rỗng làm sao? Không thuộc, không thuộc A. Rồi. Các phần tử là 9, 10, 11 làm sao? Tập hợp mà có các phần tử là 9, 10, 11 thì tập hợp này nó là tập hợp con của tập hợp A. Bởi vì mọi phần tử của tập hợp này đều thuộc tập hợp A. E. Như vậy cái tập hợp này nó chính là tập hợp con của tập hợp A. E. Do đó nó sẽ được chứa trong A. E. Được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 3 tìm x. Câu A e, 8 mũ 2020 nhân với x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng 8 mũ 2021. Rồi ở đây nhìn thì có vẻ phức tạp. Nhưng phân tích ra thì nó rất là dễ luôn. Ở đây các em có thể coi là 8 mũ 2020 là một thừa số. X trừ 2 tất cả mũ 3 là một thừa số. Còn 8 mũ 2021 là tích. Muốn tìm x thì trước hết là các em phải tìm x trừ 2 tất cả mũ 3 xem nó bằng bao nhiêu trước. Được chưa? X 2 tất cả mũ 3 nó chính là là thừa số. Muốn tìm thừa số thì các em lấy tích chia cho thừa số kia. Đây là kiến thức cơ bản từ chương trình môn toán lớp 2. Rồi các em coi như cả cái cụm này này là một thừa số. Thì đầu tiên là các em phải tìm x 2 tất cả mũ 3 trước xem nó bằng bao nhiêu. Muốn tìm thừa số các em lấy tích là 8 mũ 2021 Các em chia cho thừa số Chia cho thừa số kia Tức là chia cho 8 mũ 2020 Rồi các em nằm gọn với bên phải trước A mũ M chia A mũ N bằng A mũ M trừ N Tức là bằng 8 mũ 2021 trừ đi 2020 2021 mà trừ đi 2020 thì bằng bằng 1 rồi như vậy là bằng 8 mũ 1. 8 mũ 1 thì bằng bằng 8. Được yeah. chưa? x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng 8. Bây giờ muốn tìm x thì chúng ta làm thế nào? Các em biết là 8 thì các em viết thành 2 mũ 3. Các em nhớ này, khi tìm x mà nó cho dạng lũy thừa như thế này thì các em nên đưa hai vế tức là đưa hai lũy thừa làm sao cho nó cùng số mũ ở đây 8 thì bằng 2 mũ 3 rồi lúc này hai lũy thừa cùng số mũ này khi hai lũy thừa cùng số mũ thì các em chỉ việc là cho hai cơ số bằng nhau rồi đúng không lúc này các em chỉ việc là lấy x 2 cho nó bằng 2 x 2 bằng 2 thì đến đây là dễ rồi các em suy ra là x bằng bằng 4 x bằng 4 x bằng 2 cộng 2 tức là bằng 4 rồi vậy các em kết luận là x bằng 4 tiếp theo các em sang câu B 147 trừ đi 7 nhân với x trừ 13 đóng ngoặc bằng 98 rồi ở đây chúng ta nhận xét này muốn tìm x thì trước hết là các em phải tìm 7 nhân với x trừ 13 bằng bao nhiêu cả cái cụm 7 nhân x 13 này nó đóng vai trò là là số trừ. Như vậy muốn tìm số trừ thì các em lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Được chưa? Muốn tìm số trừ, các em lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Thì số trừ ở đây là 7 nhân với x 13. Bằng số bị trừ là 147 mà trừ đi hiệu là trừ đi 98. 147 mà trừ đi 98 thì nó bằng 49. Rồi đến đây, muốn tìm x thì các em tìm x 13 xem nó bằng bao nhiêu trước. 7 các em coi là thừa số này, x 13 là là thừa số này và 49 là là tích. Muốn tìm x 13, tức là các em tìm thừa số của một tích thì các em lấy tích chia cho thừa số kia. x 13 sẽ bằng tích là 49 này chia cho thừa số kia tức là các em chia cho 7. 49 chia 7 thì bằng bằng 7. Rồi x trừ 13 bằng 7, các em đã suy ra là x bằng x bằng bao nhiêu? X là số bị trừ. Số bị trừ bằng hiệu cộng với với số trừ. Hiệu là 7 cộng với số trừ là là 13. 7 cộng 13 bằng bằng 20. Vậy là x bằng 20. Tiếp theo các em sang bài 4. Số học sinh khối 8 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5, hàng 8, hàng 12 thì đều thừa một em. Tính số học sinh khối 8 của trường. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Nếu xếp hàng 5, hàng 8, hàng 12 thì đều thừa một em. Có nghĩa là nếu xếp 5 em một hàng thì thừa một em mà xếp 8 em một hàng cũng thừa một em xếp 12 em một hàng thì cũng thừa một em như vậy là chúng ta có thể hiểu là cái số học sinh khối 8 của trường đó kem chia cho 5 thì nó cũng dư một mà chia cho 8 thì nó cũng dư một chia cho 12 thì nó cũng dư một hay nói cách khác là số học sinh khối 8 của trường trừ đi 1 thì chúng ta sẽ được một số chia hết cho 5, chia hết cho 8 và chia hết cho 12. Được chưa? Rồi như vậy là để cho nó dễ hiểu thì thầy giáo sẽ trình bày như sau. Gọi số học sinh của khối 8 là a. Được chưa? Gọi số học sinh của khối 8 là a. Thì điều kiện là a phải là số tự nhiên. Thứ hai là nó nằm trong khoảng là từ 300 đến 400. Tức là a phải lớn hơn hoặc bằng 300 và bé hơn hoặc bằng 400. Đây là điều kiện thứ nhất. Nếu xếp hàng 5, 8 hay là hàng 12 thì đều thừa một em. Như vậy, các em lấy số học sinh của khối 8 các em trừ đi 1 thì chúng ta sẽ được một số là chia hết cho 5. a trừ đi 1 chia hết cho 5 A trừ đi 1 chia hết cho 8 Và đồng thời là A trừ đi 1 chia hết cho 12 Được chưa Như vậy là chúng ta suy ra A trừ 1 Nó sẽ thuộc bội chung của ba số 5, 8 và 12 Rồi như vậy là các em sẽ tìm bội chung của 5, 8 và 12 Muốn tìm bội chung của 5, 8 và 12 thì các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của ba số này trước. Đầu tiên các em tìm bội chung nhỏ nhất của ba số 5, 8 và 12. Muốn tìm bội chung nhỏ nhất của nhiều số thì trước hết là các em phải phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố. 5 bằng 5 mũ 1, 8 bằng 2 mũ 3, 12 thì bằng 3 x 2 mũ 2. Sau khi phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, các em sẽ lập tích giữa các thừa số chung và riêng với nhau. Mỗi thừa số chung và riêng các em lấy với số mũ là cao nhất. Ở đây thừa số riêng. Thừa số riêng là là 5 và 3. Số mũ cao nhất là 1, như vậy các em lấy 3 nhân 5. Thừa số chung là là 2. Số mũ cao nhất là là 3, các em lấy 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 3. 2 mũ 3 bằng 8 8 x 5 bằng 40 40 x 3 bằng 120 Thì đây chính là bội chung nhỏ nhất của 3 số 5, 8 và 12 Rồi như vậy Các em suy ra bội chung của 5, 8 và 12 Thì nó chính là bội của Của bội chung nhỏ nhất Tức là bội của 120 Bội của 120 thì các em lấy đầu tiên là 0 này 0 x 120 bằng 0 này 120 x 1 bằng 120 này 120 x 2 bằng 240 này Nhân 3 bằng 360 này Nhân 4 bằng 480 này Rồi cứ thế các em nhân lên Dấu 3 chấm là thể hiện là còn rất là nhiều Ta có A 1 Như là lý luận ở phần trước Thì là A 1 nó thuộc bội chung của 5 8 và 12. Tức là a 1 nó bằng bằng 0 này, hoặc là bằng 120 này, hoặc là bằng 240 này, hoặc là bằng 360, hoặc là bằng 480, vân vân. Điều đó có nghĩa là a sẽ thuộc tập hợp này. a 1 thì thuộc tập hợp này. Còn A0 thì các em sẽ lấy từng phần tử 1 Các em cộng thêm một đơn vị 0 cộng 1 bằng 1 120 cộng 1 bằng 121 240 cộng 1 bằng 241 360 cộng 1 bằng 361 480 cộng 1 bằng 481 Rồi như vậy là A nó thuộc tập hợp này Điều kiện của đề bài là A lớn hơn hoặc bằng 300 và bé hơn hoặc bằng 400. Như vậy là các em sẽ chọn nên là 361 là phù hợp. 241 thì nó bé hơn 300. 481 thì nó lớn hơn 400 rồi. Như vậy là chỉ có 361 nè là, là phù hợp. Suy ra A bằng 361. Vậy các em kết luận là khối 8 có 361 học sinh. Rồi tiếp theo các em sang bài 5. Trên tia OX lấy hai điểm M và N sao cho OM bằng 3 cm. ON bằng 5 cm. Y là trung điểm của OM. Rồi các em vẽ tia OX ra. OX này. Lấy điểm M và N sao cho OM bằng 3 cm. ON này bằng 5 cm. Y là trung điểm của OM, tức là Y nó nằm trên OM. Nó nằm giữa hai điểm O và M và nó cách đều hai điểm O và M. Có nghĩa là các em chia đôi cái đoạn thẳng OM này ra. Các em lấy điểm ở giữa này. Đây chính là điểm Y. Y là trung điểm thì OI phải bằng bằng IM. Được chưa? A nhỏ tính MN. Mà nà Mà nà. Ở đây chúng ta có nè Ô cộng với mà Thì bằng ô nà, Đúng không? Như vậy suy ra mà Sẽ bằng Ô trừ đi ô mà bằng 5 Ô bằng 5 Ô nà bằng, ô bằng, bằng 3 Ô 5 trừ 3 bằng, bằng 2 cm. Rồi như vậy là MN bằng, bằng 2 cm. Rồi tiếp theo là các em tính IN này. Tính IN xem IN bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta vừa tính được là MN bằng 2 cm. Do Y là trung điểm của OM. Cho nên. IM bằng IO và bằng OM chia cho 2. OM bằng 3 rồi, thì em lấy 3 chia 2 bằng 1,5 cm. Mà IN bằng IM cộng với MN. IM các em vừa tính được bằng 1,5. Cộng với MN các em vừa tính được bằng 2. 1,5 cộng 2 bằng 3,5 cm. Tiếp theo các em sang câu B. Trên tia đối của tia Ox, người ta lấy điểm K sao cho OK nó bằng 3 cm. Rồi bây giờ các em tính KM, tính KM. Thì KM nó bằng KO cộng với OM, đúng không? Mà KO bằng 3. OM bằng 3. Như vậy 3 cộng 3 bằng 6 cm. Người ta hỏi ô có phải là trung điểm của MK không vì sao? Nếu là trung điểm thì phải Thứ nhất là nó phải nằm trên này, nằm trên và nằm giữa đúng không? Đồng thời, đồng thời cách đều. Đồng thời cách đều. Ở đây ô nằm giữa MK. Thứ hai là OM bằng OK. Ô OM ô bằng OK vì cùng bằng 3 cm. Từ hai điều kiện này, chúng ta suy ra O là trung điểm của của MK. Tiếp theo em sang bài 6. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên mọi số tự nhiên n thì hai số sau là hai số nguyên tố cùng nhau. 2n 3 và 4n 8 là hai số nguyên tố cùng nhau. Rồi thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? thì chúng ta sẽ ôn lại phần lý thuyết một chút. Lý thuyết này. Các em biết hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu chúng có ước chung lớn nhất là 1. Tức là ước chung lớn nhất của chúng là 1 thì hai số đó gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Ví dụ 7 và 13 là hai số nguyên tố cùng nhau, bởi vì 7 và 13 chỉ có ước chung lớn nhất là 1 thôi. Nhưng 8 và 4 không phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Bởi vì 8 và 4 có ước chung lớn nhất là 4 cơ. Đúng không? Như vậy phương pháp chứng minh A B là hai số nguyên tố cùng nhau thì các em sẽ chứng minh như sau. Các em đặt ước chung lớn nhất của A và B là bằng D. Được chưa? Sau đó bằng cách nào đó các em chứng minh cho D bằng 1. Suy ra mỗi số đều chia hết cho D, sau đó tìm ra cách chứng minh D bằng 1. D bằng 1. Ước chung lớn nhất của A và B là D Mà D bằng 1 thì chứng tỏ A và B là là hai số nguyên tố cùng nhau Rồi như vậy chúng ta sẽ giải bài này như sau Ta gọi D bằng ước chung lớn nhất của hai số này 2N cộng 3 và 4N cộng 8 này Ta suy ra điều gì? Do D là ước chung lớn nhất của hai số này Thì 2N cộng 3 nó phải chia hết cho D này 4n cộng 8 cũng phải chia hết cho d này. Được chưa? Rồi từ hai điều này chúng ta đã suy ra này. Nếu một số chia hết cho d thì chúng ta gấp số đấy lên bao nhiêu lần? Nó vẫn chia hết cho d, đúng không? Bây giờ chúng ta gấp cái số 2n cộng 3 này lên hai lần. Và số 4n cộng 8 thì các em giữ nguyên. Thì 2 nhân với 2n cộng 3 nó vẫn chia hết cho d. Các em nhân lên để làm gì? Mục đích cho nó xuất hiện 4n giống như ở bên dưới. Đúng không? 2 x 2 bằng 4n này. Cộng với 6 này. Chia hết cho d này. Rồi ở bên dưới có 4n cộng 8 này. Chia hết cho d này. Trên có 4n, dưới có 4n. Mục đích để các em trừ đi nhau. Lấy số lớn trừ số bé. Các em nhớ nhé. A là số lớn, B là số bé. Nếu A chia hết cho C B chia hết cho C thì A trừ B cũng chia hết cho C đúng không Như vậy chúng ta suy ra là Số lớn là 4N cộng 8 này Trừ số bé là trừ đi 4N cộng 6 này Hai số chia hết cho D thì Hiệu của chúng cũng chia hết cho D Được chưa Giờ các em tính hiệu xem nó bằng bao nhiêu Bỏ dấu ngoặc ra Đằng trước có dấu trừ thì các em đổi dấu của các Các số ở bên trong dương 4n thành âm 4n dương 6 thành âm 6 chỗ này là 4n 4n là hết 8 trừ, 6 bằng 2 Được chưa? như vậy là suy ra là 2 chia hết cho d 2 chia hết cho d tức là d là ước của 2 ước của 2 chỉ có có là 1 và 2 thôi suy ra d là bằng bằng 1 hoặc d bằng 2 ở đây mục đích chúng ta chỉ tìm ra d bằng 1 thôi còn d bằng 2 là không phải đúng không Bây giờ các em sẽ lý luận làm sao để các em loại D bằng 2 đi. Rồi đây là do nè. 2N cộng 3 chia hết cho D. Mà 2N cộng 3 là số lẻ. Nên D không thể là 2 được. Một số chia hết cho D. Mà số đó là số lẻ thì D không thể là 2 được. Như vậy ta suy ra D bằng 1. D bằng 1 mà d là là ước của hai số đúng không ước chung lớn nhất của hai số là một thì vậy với mọi số tự nhiên n 2 n cộng ba và 4 n cộng tám là hai số nguyên tố cùng nhau đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.